Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Cảnh báo nạn liên minh giữa bí thư và chủ tịch tỉnh để tham nhũng tập thể. Công cuộc đốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được khởi xướng sau Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 năm 2016. Kể từ đó đến nay, công luận thắc mắc vì sao lò của ông Trọng đốt hoài, đốt mãi vẫn không hết củi. Cách thức xử lý kỷ luật của Tổng Bí thư Trọng đối với ông Trần Tuấn Anh vừa qua biến một kẻ mắc tội nghiêm trọng thành một kẻ vô tội thông qua việc cho phép chủ động xin thôi. Theo tinh thần thông báo số 20 ngày 8 tháng 9 năm 2022 của Bộ Chính trị. Cụ thể, nội dung ghi ở điều 2, khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút tự nguyện xin từ chức. Theo đó, cán bộ tự nguyện xin nghỉ sẽ được miễn trách nhiệm hình sự và chỉ bị xử lý hành chính hay kỷ luật đảng. Và đây là hình Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và bà Trương Thị Mai trong lễ bàn giao nhiệm vụ mới. Điều vừa kể khiến công luận tỏ ra nghi ngờ, đặt câu hỏi với ông Trọng và ban lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam rằng chống tham nhũng hay tham nhũng là chủ trương lớn của đảng. Dưới thời ông Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng nhiệm kỳ thứ hai từ năm 2011 đến năm 2016, cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã từng cảnh khóe ông Ba Dũng rằng Trước kia chỉ có một con sâu làm sầu nội canh, nay thì nhiều sâu lắm, nghe mà thấy xấu hổ. Không lẽ cứ để mãi như vậy, mai kia người ta nói là cả một bầy sâu, tất cả là sâu hết. Vậy đâu có được, một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là chết cái đất nước này. Công luận đánh giá về phát biểu này của ông Tư Sang rất đúng với những gì đang xảy ra hiện nay. Sau hơn 10 năm, ông Trọng giữ cương vị là người đứng đầu đảng Cộng sản Việt Nam thậm chí vấn nạn tham nhũng ngày nay còn lớn hơn nhiều cả về quy mô và về tính liên kết có tổ chức. Đây là một vấn đề hết sức đáng báo động. Nhà báo Lê Thiếu Nhân trong bài viết Liên minh tham nhũng, bí thư, chủ tịch đã đưa ra những nhận xét rất đáng lo ngại khi cho rằng gần đây dư luận xôn xao về hai vụ bắt giữ liên tiếp. Vụ thứ nhất, hai quan chức đương nhiệm của tỉnh Lâm Đồng là bí thư tỉnh ủy Trần Đức Quận và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Hiệp đều bị khởi tố liên quan đến sai phạm dự án Đại Ninh. Vụ thứ hai, hai cựu quan chức tỉnh Bắc Ninh là Nguyên Bí thư tỉnh Ủy Nguyễn Nhân Chiến và Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh đều bị khởi tố do mở rộng vụ án AIC. Và đây là hình cơ quan công an thu giữ tài sản của lãnh đạo trong một vụ án tham nhũng. Tác giả Lê Thiếu Nhân đánh giá, nghĩa là người đứng đầu tổ chức đảng và người đứng đầu chính quyền địa phương đã cùng phạm tội. Điều đó cho thấy báo động về thực trạng đồng liêu tham nhũng, trường hợp cả bí thư tỉnh ủy và chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh sáng bước ra tòa trong một số vụ án dường như không còn mang tính cả biệt. Liên quan đến những sai phạm của giới chức lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, trong bài viết Củi tươi Lâm Đồng, tác giả Phong Lan đã xác nhận, các ông Trần Văn Hiệp, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, và ông Trần Đức Quận, bí thư tỉnh ủy, lúc đó đang nằm trong ban thường vụ tỉnh ủy. Chưa đầy một năm sau, mới cũng lộ ra rằng, họ ngoài là đồng chí, thì đồng thời họ cũng là đồng bọn. Tác giả nhà báo Phong Lan đưa ra một nhận xét rất đáng lo ngại. Đà Lạt, Lâm Đồng, vốn là nơi trưởng thành của bà Trương Thị Mai, nên ít nhiều cũng có nhiều gắn bó với lớp quan chức, đã cùng bà Mai đi lên từ tỉnh đoàn Lâm Đồng. Nếu củi Lâm Đồng tiếp tục bị đốt nhiều hơn nữa, có thể đoán được rằng trong 2 năm tới, lớp đàn em của bà Mai sẽ bị quét sạch. Cuộc chiến ác liệt giữa quân xanh, quân đỏ đi tới hồi khốc liệt. Giới thảo tin cho biết, lâu nay bà Trương Thị Mai được cho là bà Trùm, là tổng chỉ huy bộ máy chính trị của tỉnh Lâm Đồng. Điều đó liên quan gì đến việc gần đây hàng loạt các lãnh đạo cao của tỉnh Lâm Đồng đã bị Bộ Công an khởi tố bắt giam. Công cuộc chống tham nhũng ở Việt Nam đã và đang thất bại là điều không thể chối bỏ. Tổng trọng càng chống tham nhũng thì càng tăng về số vụ, tham nhũng càng nghiêm trọng hơn về mức độ, quy mô và có tổ chức. Và đây là hình Bộ trưởng Công an Tô Lâm và Chánh án Tòa án Tối cao Nguyễn Hòa Bình. Đó là nguyên nhân vì sao sau hơn 8 năm đốt lò, bây giờ lại để ra tình trạng hầu hết ban lãnh đạo ở các tỉnh hiện nay đã hình thành liên minh tham nhũng với sự cấu kết của bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh với sự tiếp tay của hệ thống đàn em cấp dưới chống tham nhũng phải áp dụng biện pháp theo xu hướng chung của thế giới là thượng tôn pháp luật, tư pháp độc lập, báo chí tự do và các tổ chức xã hội dân sự tham gia giám sát việc chống tham nhũng. Nhưng tổng bí thư trọng là người điều hành cơ quan chống tham nhũng trung ương mà chưa chống tham nhũng đã chủ trương chống tham nhũng là ta tự đánh ta hay đánh chuột sợ vỡ bình rồi cần phải mở đường cho đồng chí của mình rút kinh nghiệm vân vân. Với mục đích để cứu các lãnh đạo tham nhũng là vây cánh của ông Trọng. Đây là một vấn đề cực kỳ nguy hiểm và nó sẽ phá nát chế độ trong một ngày không xa. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Cảnh báo nạn liên minh giữa bí thư và chủ tịch tỉnh để tham nhũng tập thể. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe, cách thức, lượm tiền của cảnh sát giao thông. Ngày 2 tháng 2, VOA tiếng Việt có bài Việt Nam tính cấm tuyệt lái xe có rượu bia, cần thiết hay hạ khắc. VOA cho biết luật giao thông đường bộ hiện hành của Việt Nam không cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe, mà quy định ngưỡng nồng độ cồn bị cấm là trên 50 mg trên 100 ml máu hoặc trên 0,25 mg trên 1 lít khí thở. Quy định này áp dụng đối với cả xe hơi và xe gắn máy. Tuy nhiên, Quốc hội Việt Nam đang cân nhắc sửa đổi luật giao thông đường bộ theo hướng đưa ngưỡng nồng độ cồn được phép khi lái xe về không. Luật mới này sẽ mở rộng cho tất cả các phương tiện giao thông, kể cả xe đạp và dự kiến sẽ được thông qua vào giữa năm nay. Và đây là hình bài trên VOA. Theo VOA, ngưỡng nồng độ cồn bằng không này đã gây nhiều phản ứng trong dư luận ở Việt Nam. Ngay tại diễn đàn quốc hội, nhiều vị đại biểu quốc hội cũng không đồng tình với quy định này và cho rằng nên quy định một ngưỡng nào đó thay vì kéo về không. VOA dẫn ý kiến của một số đại biểu quốc hội như ông Lê Hữu Trí, đại biểu Khánh Hòa, ông Trịnh Minh Bình, đại biểu Vĩnh Long và ông Bế Trung Anh, đại biểu Trà Vinh đều không đồng tình với ngưỡng không. VOA dẫn quan điểm của luật sư Trần Vũ Hải cho biết, với mức nồng độ cồn bằng không này thì nhiều lái xe hôm trước chỉ uống chút bia mà hôm sau bị kiểm tra thì vẫn bị phạt, tức là hơi men không tan hết sau một đêm. Vị luật sư này cho biết người dân Việt Nam ủng hộ hạn chế rượu bia nhưng không đến mức cực đoan. Họ cũng cần sống và làm việc vui vẻ mà không quá đà. Nếu uống vừa vừa mà hôm sau vẫn đi xe máy, đi ô tô được thì họ chắc chắn không phản đối. Ông Hải cũng cho rằng hình phạt hiện nay đã là quá nghiêm khắc rồi, nên ai mà bị phạt một lần chắc chắn cũng nhớ đợi. Và đây là hình một chốt kiểm tra nồng độ cồn của cảnh sát giao thông. VOA cho hay hiện tại mức phạt nặng nhất cho nồng độ cồn trên 80mg 100ml máu hay trên 0,4mg trên 1 lít khí thở là phạt tiền 8 triệu đồng và bị tước bằng lái 24 tháng đối với xe gắn máy, phạt tiền 40 triệu đồng và tước bằng lái cũng 24 tháng đối với xe hơi. Ở những mức nồng độ cồn thấp hơn sẽ có mức phạt nhẹ hơn, nhưng đều bao gồm đóng tiền phạt và bị tước bằng. VOA dẫn VN Express cho biết, trong năm 2023, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an Giao thông các tỉnh, thành, mở các đợt cao điểm, truy quét các vi phạm giao thông. Các đợt truy quét vẫn tiếp tục trong năm 2024. VOA dẫn lời của anh Lê Thành Nhân, công nhân quét đường sống tại nhà bè và làm việc tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh cho hay: Tết này nếu có đi lai rai với bạn bè thì anh cũng sẽ để xe lại cho quán giữ dùm vì hiện giờ bất cứ quán nhậu nào ở Sài Gòn cũng có dịch vụ trong giữ xe qua đêm cho khách. Trong trường hợp không muốn bị lập biên bản, anh Nhân kể, các tài xế bị thổi nồng độ cồn có thể chung chi từ 4 đến 5 triệu thì công an sẽ thả mình đi. Nếu công an thấy đang đứng trước nhà dân có camera thì nó sẽ kéo mình đến chỗ nào tối tối để mình chung chi. Trường hợp không có tiền mặt thì nó cho mình bắt ráp đi rút tiền luôn, anh kể và cho biết. Do anh làm việc ngoài đường phố nên chứng kiến rất nhiều. Và đây là hình quán nhậu ế ẩm, điều hiu là cảnh thường thấy từ lúc công an thường xuyên lập chốt kiểm tra nồng độ cồn. Nếu không nhận tiền chung chi thì với mỗi biên bản được lập với hành vi vi phạm nồng độ cồn thì công an sẽ nhận được từ 70 đến 80% số tiền phạt nên họ đang tích cực lập biên bản và lụm tiền quá trời luôn anh nói. Vẫn theo VOA VN Express dẫn lời đại tá Nguyễn Quang Nhật, trưởng phòng hướng dẫn tiên truyền điều tra giải quyết tai nạn giao thông thuộc cục cảnh sát giao thông cho biết chỉ tính trong 9 tháng đầu năm 2023, số tai nạn giao thông do rượu bia đã giảm gần 26% số người chết giảm 50%, số người bị thương giảm gần 23% so với cùng kỳ năm 2022. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe, cách thức lượm tiền của cảnh sát giao thông. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo Chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới